mỗi người một câu chuyện, bằng cổ khai thiên lập địa. Mọi người nghe nói 7 năm trước Tây Long ở Phúc Kiến đã xảy ra một vụ án diệt môn, cả nhà 5 người bị giết, ba mẹ, ông bà ngoại, còn có cô con gái. Tôi phải quay về. Anh muốn quay về hả? Mẹ kiếp, anh muốn quay về sao? Bác người chúng ta bị anh hại chết rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, muốn quay lại hả? Tất cả do anh hại chết rồi. Đừng đánh nữa, anh làm không hết rồi. Tôi phải quay về đó. Hiểu không? Mọi người, đây gọi là tự mình kê đơn cho mình. 7 năm sau, nói tóm lại, bà Tân Ác ôm đó gây ra một tội ác tài trợ như vậy là có thể tự do tự tại suốt 7 năm trời. Cũng giống như người xưa từng nói, người tốt chết, lũ khốn sống. Trong 7 năm, thân phận ba người thay đổi, trở thành người đàng hoàng. Duy nhiên ở biển, thoa chút lọ ghẹ lên mặt cũng thành ông táo. Nhìn sơ, thật sự không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Không sao chứ, không sao. Bên này hả? Sao bỏ đi nhanh vậy? Tránh ra. Máu, máu kìa, máu kìa. Không sao, không sao đâu. Anh không sao chứ? Mau lên nào, giải tán đi. Mau giải tán đi. Muối tại sao lại mặn? Giấm tại sao lại chua? Đi rửa sạch mặt mũi, muốn làm lại từ đầu. Ai cũng hiểu rõ rằng đó là điều không thể. Bắt chết chân vào. Mật mã. Cái này. Chết tiệt. Chẳng phải tôi nói là hợp tác sao? Sao lại ra tai nạn vậy? Mật mã. Để tôi nghĩ đi. Mật mã là 8 8 8 8 0 8.
Sao vậy? Không sao. Không tìm thấy tiền. Sao lại dừng xe như vậy chứ? Trời mưa đường trơn. Xuống xe ở đây hả? Thôi được rồi, không cần trả tiền đâu. Can xuống xe đi. Máu lên. Cảm ơn. Cảm ơn sếp. Mấy tên kia là đồng hương của tôi, không chịu trả tiền. Thế đi xe chùa. Tôi có nói cũng vậy thôi. Cảm ơn nhé. Chạy chậm thôi. Đội trưởng Yên, sao vậy? Đi đi, tôi đến đơn vị mới báo cáo. Chẳng phải là đã hẹn ngày mai sẽ đến anh đi sao? Rồi trước đi à, bọn tôi đặt nhà hàng rồi. Ngày khác đi. Cũng mà là trời mưa. Nếu để chậm chút nữa sẽ bị lộ ngay. Hơn 4.000 tiền mặt. Tôi định hôm nay vào ngân hàng gửi tiền, nhưng lại không có thời gian. Số tiết kiệm vẫn còn đó. Tôi thấy ánh mắt của người cảnh sát đó rất sắc bén. Anh ta có phát hiện gì không? Không biết được. Họ nói lắm. Lúc đó trời mưa rất lớn. Anh tìm ai? Hôm nay trực gì? Trương sở. Không thấy ai cả. Các người đều là nhân viên giúp cảnh sát hả? Tôi là Y Dung Xuân. Đội trưởng mới được điều đến. Sau này mọi người sẽ ở dưới trướng tôi, vất vả cho mọi người rồi. Được rồi, không làm phiền nữa. Có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Anh từ đâu đến? Tây Long. Tôi được điều đến từ nơi đó. Nói chuyện sao nhé. Chỉ thật, chưa hưởng công hả? Bốn mắt chạm nhau coi như không có gì xảy ra. Cũng không phải không được, nhưng phải làm thế này. Bạch Tuyết, phù thủy sau cùng. Ba Đạo à, ba nhỏ gọi cho ba nè. Alo, ba nhỏ. Lão Trần đang tiệc trường cho bọn cá vàng. Khi nào ba mới đến thăm con? Chẳng phải anh thích ở ký túc xá sao? Sao lại dọn ra ngoài vậy? Hình như là ở đây. Xe mới đến, mới có cảm giác không ổn lắm. Tầng dưới nhà ông cho thuê phải không?
chỉ cho người gốc thuê. Tôi đã đuổi hết 42 người rồi. Không phải người tốt. Chúng tôi là người tốt. Tôi xin nói rõ về điều kiện. Không trả giá. Trả tiền một, cọc một. Tất nhiên rồi, cọc một năm, trả tiền một năm. Anh có tin là bây giờ nếu như anh gặp một người nóng tính, anh ta sẽ cho anh một trận không? Anh có thể không thôi nhà. Một miếng dán không thể đóng một con thuyền. Mọi người, khi tên khốn gặp thằng điểu, sao lại không có gì chứ? Chúng ta về lại chủ đề chính vậy. Được, tôi sẽ làm theo lời anh. Khi nào đến nơi mới bật. Ừ. Tại sao lúc trước không thi trường chính quy? Đã làm mấy năm công việc hỗ trợ cảnh sát này rồi? Gần 6 năm rồi. Vậy hả? Lúc đó nghĩ gì vậy? Chẳng nghĩ gì cả. Lấy thẻ âm đầu, xuống xe. Xuống xe đi. Xuống xe. Âm đầu nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Đứng yên. Nằm xuống ngay. Đứng yên. Ta không được động. Nằm xuống. Lấy tay ra nào. Rút ra, âm đầu đi. Tay âm đầu. Nằm xuống. Nằm xuống ngay. Bỏ tay xuống. Thế Phong, nằm yên không được cử động. Qua đi. Ra đi. Nằm xuống đi. Chỉ nhìn qua thôi mà anh dám rút súng. Anh cũng vậy mà. Hai năm trước lẽ ra anh nên thi. Tôi cũng có tố chất đó đâu. Không thi thì sao biết. Thật sự không có mà. Hỗ trợ cảnh sát cũng không phải là một việc lâu dài. Cái này tôi biết. Tôi cũng định nghỉ công việc này. Vẫn còn chưa nói với cấp trên. Không mua ra. Cảnh sát sắp đến rồi. Chưa cần quá gì. Sao lại đừng nhắc đến chuyện từ chức với tôi nữa. Ít nhất trong một năm. Được không? Tên họ Y không có liên quan đến chuyện chúng ta. Sẽ đe dọa đến chúng ta. Anh không biết đâu đạo. Anh ta không phải là một người bình thường. Chỉ cần nhờ sơ là dám rút súng ngay.
Nhà nhắm rất chuẩn xác. Trực giác mách bảo tôi như vậy. Như vậy thì nghỉ việc đi. Vậy thì tên họ Y cũng chẳng làm được gì anh. Phải rồi. Chiều nay người nhà đó gọi điện đến, nói là rất thích dĩ ba, muốn đón con bé giờ sớm hơn. Sáng mai tôi đưa con bé đi kiểm tra rồi đưa kết quả cho họ. Sẵn tiện hỏi xem tại sao con nó cứ khó thở. Có chuyện gì hả? Tôi muốn ra ngoài một chút. Có chuyện gì? Lấy mấy con cá vàng. Tôi nào có nhiệm vụ, không được xin nghỉ. Trên tay cầm gì vậy? Không có gì. Xuống dưới xem. Lên đi. Lên đi. Qua đi. Mau lên. Mau nào. Làm gì vậy? Không làm gì cả. Nhặt sắt dụng thôi. Đồng bọn đâu? Chỉ có mình anh sao? Nói mau đi. Sếp. Còn chơi hả? Qua đi, qua đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Khốn kiếp. Đứng lại đi. Tiểu Phong, Tiểu Phong, đứng lại. Hạ tôi, bắn hắn lại đi. Rõ, Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong, sếp, mau bắt lại đi. Mau lên nào. Mau lên. Mau lên đi. Ok.
Đi rửa ráng đi, mau lên. Không sao, mau lên. Đã xuống hết chưa? Tạm vấn xong rồi. Xong rồi hả? 3 tháng phá 18 vụ án, tịch thu khoảng 70-80 ngàn tiền mặt. Đúng là một đội chuyên nghiệp. Anh đi đâu vậy? Tôi muốn tranh thủ đi lấy cá. Tôi sẽ về trước giờ làm việc. Bọn cá dạng của anh rất quan trọng sao? Đến đâu lấy? Đảo Kim Nguyên. Hơn 100 km, sao về kịp? Anh lái đi, mau lên xe đi. Trước khi Long Canh có một loại măng màu trắng mọc ở bờ suối, gọi là măng xanh đúng không? Lúc trước cứ tưởng là măng đông ngon nhất. Sau khi ăn xong măng xanh mới biết thì ra trên đời còn có măng ngon hơn cả măng đông nữa. Ừ, là ngon nhất ở Trúc An. Phải, lần đầu tiên tôi ăn là ở nhà sư phụ tôi. Giờ có sư phụ là người ở Trúc An, mang lên một bịch măng xanh to từ nhà. Làm măng này phải ăn ngay, nếu không sẽ già. Sư phụ gọi mấy đứa bọn tôi đến nhà ăn măng xanh. Toàn là măng xanh, bữa tiệc măng xanh. Rất là ngon. Sau bữa tiệc băng xanh hôm sau, Túc An xảy ra vụ án cưỡng hiếp ghi giết người. Lần đầu tiên tôi tham gia một vụ án lớn như thế. Sư phụ đưa tôi đến hiện trường, cả đời khó mà quên được. Đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in, không quên được. Một con chó to như thế mà anh không thấy sao? Hồn cứ để đâu vậy? Thuốc lá kia. Thói quen xấu.
Vụ án lớn như vậy anh không biết gì sao? Có nghe nói một chút. Cả nhà năm người, con gái, ông bà ngoại, ba mẹ. Cô con gái học mỹ thuật, nghỉ hè để đến đó cùng với ba mẹ. Ông bà ngoại đi chung. Nếu phát hiện thi thể thì đã tối nát rồi. Nước từ xác chết chảy lên láng, mấy con sâu bò lổng ngổng. Sư phụ tôi rất giỏi trong lĩnh vực hình sự. Theo suy đoán của ông ấy, cô con gái là người đầu tiên bị giết. Có thể hung thủ có mưu đồ khác. Nhưng một con gái trần truồng, cả người kích thích tên hung thủ, nên đã ra tay cưỡng hiếp. Cô gái chết ngay. Kết quả báo cáo pháp y cho thấy cô gái chết vì bệnh tim bộc phát. Hung thủ ra tay tàn độc, mưu trí hơn người. Đâu có hai vợ chồng đó thì bị đập nát. Ở hiện trường không phát hiện bất kỳ dấu chân tay nào. Mạch máu duy nhất là dây đeo trên người cô gái. Có người đã sờ vào nó. Anh có nghĩ là hung thủ đã làm chuyện này nhiều lần không? Cũng giống lắm. Lúc đó có người phát hiện ba thanh niên. Một trong số họ trước ngực có dấu hình xăm. Có người giặt được cuốn tạp chí Những Người Yêu Thiên Văn ngay trước cửa nhà nạn nhân. Còn có người nói chúng là gay. Nhưng tôi cho rằng điều đó là nhảm nhí. Sao là gì? Gay có khi nào cưỡng hiếp phụ nữ không? Vụ án đó hả? Vậy vấn đề vụ án đó là gì? Sư phụ của tôi bất đồng ý kiến với họ. Vụ án đi vào ngõ cụt. Nhưng những người làm nghề như chúng ta đều biết đến một từ gọi là ý trời. Có khi một ngày nào đó ông trời sẽ cho anh một cơ hội. Alo, trên xe có người không? Tôi đi mua thuốc lá, sao vậy? Không sao. Khi nào anh về, rồi nói cũng được. Có chuyện. Không sao chứ?
Cô lên xe với tôi. Báo lên. Sao bây giờ? Chồng ba. Hắn có dao đó. Cẩn thận. Có ai không? Có người cướp tiền. Là ai? Tên ở trên và ở dưới nữa. Bao nhiêu qua đây? Mang xem tiền của cô còn đủ không? Tiền. Mà đi đi. Alo, anh à, em bắt được hai tên cướp và một tài xế. Nhưng người tài xế chạy rồi, giúp em tìm được không? Tài xế gì? Cướp hả? Anh đang bận tối nay về rồi, tiểu hả? Cá đâu? Chết rồi. Chết hả? Anh không dặn người ta sao? Thật bực mình. Mấy tiếng đồng hồ tốn công vô ích. Tôi thấy mặt mũi của anh cũng sáng lắm à. Sao không biết gọi điện thoại gì? Ngốc quá đi. Người trên cá là ai vậy? Một người anh em của tôi. Nhờ người ta trông coi giúp cá. Sao để cá dạng ở chỗ anh ta vậy? Định đưa cho ai vậy? Con gái tôi. Chưa từng nghe anh nói. Còn bé áo cùng người anh em. Những người gái của tôi. Tôi không có trong đó được. Cũng là con gái của anh ấy. Cái nhà làng của con bé nó nuôi. Hơn 2 năm rồi. Con gái của ai chứ? Rốt cuộc là con gái của ai? Bị bỏ rơi. Con bé bị bỏ rơi từ nhỏ. Oh!
Anh còn nhớ mấy con cá vàng đó mặc mũi thế nào không? Dĩ ba đặt tên cho chúng. Rẽ trái đi, ở ngã tư trước. Sao hồ lô khác lạ quá vậy? Không phải hồ lô. Xem kìa, đó là bà phù thủy. Con này là bạch tuyết. Con này không phải bạch tuyết. Bà xem kìa, vụ thảm sát tại Túc An, vụ án diệt môn ở huyện Túc An. Đạo, à Đạo à, à Đạo, mẹ kiếp Đạo. Đạo à, Đạo. Đạo, mẹ kiếp, mẹ kiếp, vậy ba bị ngã không nói chuyện được. Con bé tiểu giờ bị con giật ngất xỉu rồi sao? Không ngất xỉu, con giật không nói được, gọi nó cũng không tỉnh được. Bác sĩ không chịu nói gì hết. Canh mau qua đây đi, bây giờ phải qua đây ngay. Anh đừng có la nữa, tôi đứng đây thôi. Canh mau qua đi, bây giờ phải qua đây ngay. Dĩ ba,
Anh muốn mua đĩa phim không? Đây là những cái mới nhất. Có nam với nữ, hai nam một nữ, nam và nam. Đại ca, nè kiếp, đại ca, xem ra trực giác của anh rất chuẩn. Còn nữa, Mỹ Ba, tôi cảm thấy anh ta biết được rất nhiều chuyện. Hình xăm tạp chí mà lão Trần bỏ lại. Còn cái này nữa, có thể là thói quen trà dấu nhân tay của tôi làm cho anh ta chú ý. Có người đã thấy ba chúng ta ở hồ nước. Còn những chuyện khác không biết anh ta đã biết chưa? Bây giờ chả những còn kịp mà. Tôi phải mau chóng ra viện, tranh thủ được với ba qua nhà người ta đi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi Hạ Môn. Kết quả kiểm tra có chưa? Nhớ phải mang theo. Tiểu Phong, chúng ta phải bỏ với ba thôi. Tôi biết rồi. Bỏ tài khoản, tôi muốn rút hết tiền. Tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Dương Tự Đạo, khỏi thay cho nó. Để đừng ngủ thêm chút nữa đi. Nhà đó sẽ đối xử tốt với con bé chứ? Bọn họ rất thích chỉ ba. Chịu chi tiền gì đó không? Chịu, nhà đó cũng khá giả lắm. Vậy nếu tốn nhiều tiền thì sao? Ai bị điên hả? Người ta nuôi con bình thường, chứ có phải là nuôi tiểu thư nhà giàu đâu. Lên xe đi. Hay là bỏ đi Đào à? Tân Tiểu Phong, anh đừng có giỡn trò eo lãi với tôi nữa. Chúng ta làm vậy không phải là vì muốn chạy tội. Anh hiểu mà. Tôi biết. Anh biết thì đừng nói những lời dễ dẫn này nữa. Lên xe đi. Được mấy qua đây. Đạo, đưa cho tôi. Đi đâu vậy ba Đạo? Còn ngủ đi, ngoan nào. Ba nhỏ à? Ba nhỏ. Không sao đâu, đừng khóc. Không sao, đừng khóc mà. Ba nhỏ, đừng khóc nữa. Đạo à, không sao đâu, đừng khóc nữa. Ba nhỏ. Đạo, anh Đạo à? Đạo, rốt cuộc anh đang làm có quá gì vậy? Xin lỗi, tôi... Anh xem đi. Anh xem đi. Là gì hả? Hồ sơ bệnh của dĩ ba. Cái tôi đưa cho họ là giả.
Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì sẽ sống không được một năm đâu. Ba nhỏ, tại sao lại đánh nhau chứ? Đạo à, anh đừng nói nữa. Đừng nói, đừng nói gì hết. Ba Đạo, tại sao mà đánh nhau chứ? Đành chịu vậy. Phòng phẫu thuật. Mọi người cách kiếm tiền đi. Giờ nghĩ lại thì cái hôm bị cướp, lẽ ra phải như là số tiền đó. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ để dành tiền. Mấy năm nay mỗi ngày tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mai. Tôi có chút mệt. Tên họ Y gọi đến. Alo sếp. Chào ông già. Tại sao ở đây vậy? Anh, đây là người mà hôm trước em nói với anh đó. Người đã bắt tên cướp. Đây là ông anh của tôi. Còn đây là sếp tôi. Chào anh. Giết thiên lành danh gì? Phải đó. Sao anh có nhanh vậy? Này, không đau hả? Đau. Tụi mình đổ xe vậy đi. Anh đi theo tôi. Chỗ kia có người nhảy lầu. Em tự dậy đi nhé. Anh, hãy để Đạo đưa cô ấy về. Cảm ơn. Mới mấy ngày mà anh đã làm việc rồi sao? Anh cần tiền lắm hả? Anh không cần tính mạng hả? Kỷ Phong, cẩn thận thư học y đó. Anh ta đã nhận ra tôi. Được. Khi nào đến thì gọi cho tôi. Được. Người đó là anh bên ngoại hay bên nội? Đều không phải. Chúng tôi đứng lên từ nhỏ với nhau. Người ở ghe cá thì sao? Cũng vậy. Ba huynh đệ hả? Vui thật. Anh cứu tôi. Em quên lại là thuộc hạ của anh tôi. Đành chịu thôi. Anh không thoát khỏi tay tôi đâu. Phải. Sao người huynh đệ của anh giờ ra diện gì? Nếu bị nhiễm trùng thì nguy lắm. Hết cách rồi. Cần tiền. Thật ra anh ấy sẽ làm việc được 2 ngày rồi. Lúc nãy chúng tôi ở bên con bé. Tim con bé có vấn đề. Chuẩn đoán là tứ chi phallus. Phải mổ ngay.
Bác sĩ làm phẫu thuật tách rời tĩnh mạch cho nó. Đã tốn hết 4.000. Tiếp theo phải làm giai đoạn 2. Ăn cơm đây đi. Anh Đạo à, người kiểm tra xe hôm đó là anh ta. Người tôi bị cướp. Ý của anh là anh ta đã nhận ra tôi, nhưng giả dạ không biết. Hết anh đã đến tôi. Tôi anh là chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Tí Phong. Tối nay tôi bàn tiếp. Tôi phải làm việc đi. Anh làm gì vậy? Anh là ai? Anh đó. Mày chết tiệt. Đừng cử động. Đừng cử động. Đừng cử động. Đưa ta đi nào. Đưa ta đi. Nào. Đưa ta đi nào. Đưa tôi. Đưa tôi. Đưa ta đi nào. Mau. Đưa ta đi. Anh lên trước có được không? Lên đi. Lên đây đi. Thật không tốt bụng chút nào cả. Không phải anh nói đâu. Tôi anh một câu. Được, anh nói đi. Không gọi trước gì cả. Quá nhiều trường hợp xảy ra. Vậy tên nội y đó được nhà kia phái đến để tính sổ chúng ta.
sợ rằng chúng ta không thể nào ở bên dĩ ba. Ở làm phẫu thuật ký. Chưa đến mức đó đâu. Không giờ chết vậy đâu. Việc quan trọng nhất là kiếm tiền cho dĩ ba làm phẫu thuật. Và chuyện khi nào rớt gì thì cứ chờ xem. Dĩ ba phải ngủ rồi. Đến trễ con bé sẽ lo đó. Đi thôi. Đợi chứ. Phải trả tiền trước cho con bé nữa. Sắp Tết rồi. Y tá trưởng đã hối thúc nhiều lần. Sáng mai tôi phải đi làm sớm. Anh trả tiền nha. Này, đi cuối. Đúng rồi. Lúc nãy con hỏi ta vụ án ở Túc An. Có một chi tiết có thể là con vẫn chưa hiểu. Hình như là cô gái đó đã sinh một đứa con với người khác. Nghe nói rằng tuổi tác của đối phương khá lớn, nhưng mà vẫn chưa tìm được người đó. Nhưng lúc ta hỏi hàng xung quanh, chưa ai thấy đứa bé đó bao giờ. Đi thôi. Trễ rồi. Đường xa nữa. Có manh mối gì thì cho ta biết nhé. Để ta có thể yên tâm. Con chỉ cảm thấy. Ta biết rồi. Sư phụ, nếu còn sống, cái đứa bé đó được 7 tuổi rồi hả? Cũng khoảng đó. Anh ta tìm anh, muốn trực tiếp cảm ơn anh. Sức tân à. Hôm đó làm phiền anh quá. Hôm nay tôi muốn trực tiếp. Nó đã cảm ơn với anh, không cần đâu, anh ngồi đi. Anh cứ ngồi đi, không cần đâu. Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ giúp cảnh sát thôi. Cũng giống nhau thôi mà. Cũng phải gọi sếp. Tôi muốn biết tối nay anh có rảnh không. Gần đây có một quán rượu do tôi thiết kế. Tôi muốn mời anh qua đó chơi. Sếp đi, cũng theo luôn nha. Tôi cũng biết uống rượu giang. Còn đang ngồi chơi thôi. Tôi bạn con cho tôi cứu. Hãy cho tôi cơ hội thể hiện sự biết ơn được không? Hôm nay tôi thật sự không rảnh. Hay là anh cho tôi số điện thoại đi. Hôm nào rảnh tôi sẽ qua đó chơi. Vì gọi anh. Vậy à? Được. Sếp Y, cho tôi xin tờ giấy. Cảm ơn. Một nghìn 454 cộng 40 là 1894. Dĩ ba đâu? 1894 cộng ba đạo mà lúc nãy con đi phát bong bóng cho mọi người. Sao con lại đến đây? Con bảo chị đến mà. Hay lắm. Nào, ăn cơm thôi. Ăn cơm. 3220 cộng. Ăn cơm nào. 3968. Hay là con ăn chung với bọn tôi nhé. Không cần đâu. Ngày kia là đêm 30 rồi. Cơm đoàn viên thì sao. 3220 cộng 748 là 3968.
Hay là thế này, hay là tôi bảo khách sạn nấu cơm đoàn viên cho chúng tôi. Đem một ít qua đi cho canh. Không cần đâu. Không cần thì không cần. Cái gì mà hung dữ vậy? Cho tôi 20 đồng đi. Làm gì? Đón xe. Vậy cô đến đây bằng cách nào? Kể chuyện với tài xế. Đi thôi. Chị về nhé, dĩ ba. Chị nhớ đến thăm em nhé. Được rồi, đi thôi, tạm biệt. Giờ 418 phải không? Phải. Sinh nhật quá đơn 4893. Cô gái lúc nãy thanh toán rồi. 4858 cộng 35 bằng 4893. Tôi đâu có nói gì với cô ấy. 4893 trừ 4893 là không. Alo, có tiền qua đón tôi được không? Được, cô đang ở đâu vậy? Có xe kìa. Tài xế, dừng xe đi. Tài xế, dừng xe, dừng xe đi. Sao lại chạy đi vậy? Chúc mừng năm mới, ông già. Có đi không? Sao chỉ có mỗi mình cô, người nhà đâu? Về nhà xem TV rồi. Vậy sao cô không đi với họ? Xe hết chỗ hả? Dư chỗ chứ, tôi không ngồi thôi. Muốn giúp tôi kiếm tiền hả? Kiếm tiền. Anh chỉ biết kiếm tiền thôi. Tôi muốn cùng anh coi đêm 30 Tết. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng. Chào cái câu. Ông già, lát nữa chúng ta quay đầu lại. Có thể chạy qua cái cầu này trong 10 giây được không? Vậy bốn bánh xe phải biết bay mới được. Nếu có chuyện gì tôi làm sao đền được đi? Đền mạng. Thử xem nhé. Chuẩn bị nhé, quay đầu xe. Chuẩn bị nhé. Bắt đầu. 10. Chín. Tám. Bảy. Được rồi, chơi vậy đúng rồi. Về nhà với ba mẹ đi. Tôi thích anh. Ông già. Được rồi. Lần sau dẫn cô đi chơi nữa.
Ăn gì? Giao thức ăn đi. Sáng à, khi quay. Nhanh thật. Cảnh sát. Mẹ kiếp. Cảnh sát. Bắt những ai cờ bạc. Mẹ kiếp. Cảnh sát kia. Đứng tay ra. Cố xuống hết đi. Hãy ngồi xuống đây, không được bỏ chạy. Anh không biết số tiền đặt cược ở sòng bạc đó là bao nhiêu không? Biết. Hơn 300.000. Báo cáo đã có. 312.600 đồng. Thực tế còn nhiều hơn con số này. Uống nước đi. Nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Tôi rất thích luật pháp. Tôi cho rằng luật pháp là thứ tốt nhất do con người phát minh ra. Anh có biết nghĩa là gì không? Trong mắt tôi, nghĩa là tổng hợp của tinh thần và động vật. Có những thứ tốt mà và những điều ác mà anh không tưởng tượng được. Không có đúng sai, đó chính là người. Cho nên luật pháp rất đáng yêu. Nếu không cần biết anh có thể tốt đến mức nào, nhưng lại hạn chế cái ác của anh. Nó hiểu rõ trong lòng mỗi người đều có những mặt xấu xí. Nghĩ thì được nhưng không thể làm. Luật pháp giống như là thứ bảo vệ nhân tính con người, là một loại tu dưỡng mang tính cưỡng chế. Nó không giống như tôn giáo yêu cầu anh mắt phải hướng lên trên, tay hạ xuống dưới, mà rõ ràng hơn là cho anh biết ít nhất phải làm thế nào. Có tình người đồng thời cũng vô tình. Thấy có ý nghĩa gì không? Anh thấy sao? Tôi có gì để nói cả. Là tôi lấy. Trên thực tế có hơn 4.500. Tôi biết trước sau gì anh cũng tìm ra tôi. Báo cáo có rồi. Con số đó là chính xác. Lúc thích hợp tôi sẽ trả lại, trả cho luật pháp. Số tiền đó tôi sẽ trả. Chúng ta cùng giàu sinh ra tử như nhau. Tiền lương quanh cũng như là 1/5 tiền lương của tôi. Tôi sẽ không nói với anh lần sau không được làm gì. Tôi làm vậy không có nghĩa là anh có thể làm gì. Việc này chỉ hy vọng anh sẽ hiểu. Anh đi đi.
Tiễn Phong, cháu nhà hả? Đi đâu vội vậy? Tiễn Phong, trả lời đi, đây là ở đâu vậy? Sếp à, sếp. Tần Thế Phong đâu? Anh ấy đi đâu vậy? Gần đây thấy anh ta hay bận thần lắm. Anh ấy dạo này rất thân với tên Đài Loan đó. Cảm ơn. Sao trễ gì? Là báo cáo bên phân cục cần gấp. Hai ngày nay chẳng thấy anh đâu cả. Tôi được phát đi các cành cây. Cấp trên nói tôi phải cắt hết một cành cây thấp hơn chiều cao con người. Vậy tôi có giỏi không? Ngồi chút nữa đi. Dạo gần đây đang nóng lòng gom tiền phẫu thuật phải không? Không có. Cũng không giỏi lắm. Bao nhiêu? Nếu không có gì xảy ra thì khoảng hơn 500 ngàn.
Trong này có khoảng hơn 1 triệu. Tôi ít khi để dành tiền lắm. Anh cầm lấy giùm tạm đi. Không được, bây giờ tôi không cần cái này. Tôi sẽ nghĩ cách, cầm lấy đi. Có vài chuyện tôi sẽ nghĩ cách, có vài thứ không thể. Ý tôi không nói chuyện đó. Lần đây anh chơi cá độ bóng đá hả? Không có. Đừng nói dối tôi, Tiểu Phong. Thật sự là không có. Vậy thì tốt. Anh đi đi, cầm lấy thẻ. Không cần đâu. Khi nào cần tôi sẽ tìm anh. Đi theo, đừng bắt dấu. Cứ giao cho tôi đi. Bảo anh đi mua bà sạch không mua. Mua gạo trong nước làm gì chứ? Em thì biết gì. Lát nữa thua sạch thì sao? 500 ngàn không phải là số tiền nhỏ đâu. Mau lên nào. Thêm 50 ngàn nữa. Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai? Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh không? Đứng yên, cảnh sát đi. Hai người lúc nãy đi đâu rồi? Hai người nào? Nhà thiết kế của quán này. Ông chủ chúng tôi không cho chúng tôi đến nơi này. Thank you.
Tiết trình đó từ khi nào vậy? Hồi trung học. Anh với ba người các anh. Thật ra đây là chuyện của anh. Cuộc sống của anh. Tôi có thể tôn trọng giới tính của anh. Phải giới tính. Trong lòng đừng có khó chịu gì chứ. Cứ làm việc bình thường đi. Hai người này tôi thấy hơi quen quen. Tôi gặp rồi, ở tòa nhà Song Tử. Hai người Đài Loan. Hai người không đem giấy tờ tùy thân Đài Loan. Ừ, phải để ý họ đi. Đi đi. Sư phụ, con đi. Dù anh ở Túc An, chắc có nhầm lẫn rồi. Mạch mối không khớp. Một lát con về sẽ nói với thầy sao. Con chỉ muốn nói là hay thôi bỏ vụ này đi. Không sao, chuyện thường thôi mà. Con biết rồi, con cướp máy đi. Tên họ Y đó, gần đây còn hay để ý anh không? Cũng không có gì. Được. Tân Tiểu Phong. Nói gì thế? Ăn cơm đi. Anh nói cho em gì? Anh nói cho em biết. Chỉ mặt anh trông thấy. Đây này chúng ta làm tình thôi. Tiếm hả? Buông ra. Alo. 10 giờ sáng mai anh đón em chứ? Anh chưa thấy con gái qua sao? Em bao xe. Anh phải đến. Anh không phải gay.
Em chỉ muốn biết là tại sao anh không dám yêu. Nhưng giờ là có vấn đề. Em xin anh, cho em biết tại sao đi. Cho em biết đi. Anh cho em biết tại sao đi. Anh làm em từ bỏ đi, có được không? Được. Cô nghe cho rõ đi. Cô ép tôi nói. Muốn tôi giao tính mạng này cho cô. Cô muốn không? Đi đi. Làm gì vậy? Về nhà hỏi anh trai cô đi. Tôi đã cho cô rồi. Tiểu Hạ. Em làm gì vậy? Hả? Sao vậy? Sao vậy? Anh. Bọn họ là gay. Mẹ không thể chết được. Cố lên nào Tiểu Phát. Cố lên. Alo. Tự Đạo. Em đang chờ anh ở dưới núi. Cho đến khi anh về.
Anh chẳng phải là người nổi tiếng được việc sao? Đưa tay đi nào. Sau này không được nhắc đến chuyện từ chức với tôi. Con bé bỏ rơi, tôi nhặt được nó ở nhà thờ. Nó gọi bọn tôi là ba. Vậy ba người khác anh bọn họ là cái hôm đó có người phát hiện bốn người đàn ông trần truồng chơi đùa ở hồ nước, quan hệ rất mờ ám. Chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Alo, mẹ kiếp đạo, anh ta không phải là người bình thường, chỉ cần nhìn sơ là đã dám rút súng rồi. Nếu anh cảm thấy không ổn thì từ chức đi. Nếu chiếc giày đó rớt ra thì cứ đợi nó cho rớt đi. Mỗi năm vào thời gian này tôi đều đem cuốn sổ lương tâm một năm đến cho họ xem. Tên họ y biết chuyện này không? Sao Thủy đi ngược? Sao Thủy liên ngược bề mặt của đất đất? Sao nhiều sự trùng hợp gì? Hợp với hoàng đạo thành một góc. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Giai đoạn sao Thủy liên ngược rất hay xảy ra tai nạn, sự cố. Tên họ y đó chắc là do nhà kia phải đến tới sổ với chúng ta. Chuyện cũ, người cũ, sao tìm đến cửa? Tôi không yên tâm với ba. Tôi đã thấy hai tên sát thủ ở tòa nhà Song Tử. Sếp, được, đợi tôi đến ngay. Bao lâu rồi? Khoảng 20 phút. Lúc tôi thấy chúng là chúng vừa mới ra khỏi đại sảnh. Phòng này xin chào, tôi là phục vụ đi. Xin chào, tôi là phục vụ đi.
chứ hẳn là sắp về rồi. Các người đi kinh chừng thang máy và lối thoát hiểm đi. Hào Tùng ở lại. Tôi cũng muốn ở lại nữa. Tranh thủ đi. Để bên đồ cho tôi. Bác cho đội hình cảnh chưa? Chắc sắp đến rồi. Tòa A. Lão Triệu. Lão Triệu, gọi xe cấp cứu đi. Gọi chi viện. Không sao chứ? Không sao. Chết tiệt. Cẩn thận. Xuống. Cúi xuống đi. Đứng lại. Đứng yên nào. Đứng yên. Bọn chúng muốn chạy qua tòa nhà đối diện. Chặn hai đầu lại. Hạ Tung, chạy bên kia lại. Được. Cẩn thận, cẩn thận đó. Cẩn thận. Hãy cẩn thận.
Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Mẹ kiếp. Đứng yên. Đừng chạy. Đứng yên. Rồi là sao? Đứng yên đó. Bỏ xuống. Đứng yên. Đứng yên. Đứng lại. Cẩn thận. Tiễn Phong. Tiễn Phong. Nắm chặt lấy. Tiễn Phong. Nắm chặt lấy. Sếp, cố lên. Sếp. Sếp, bắt lấy nào. Hà Tùng, bắt đi. Báo lên. Tiễn Phong, buông tay ra. Để chúng qua đi. Bọn chúng qua đây rồi. Tiễn Phong, buông tay. Xin anh đó. Ba người các anh, đi từ thú đi. Buông tay đi. Buông ra. Mẹ kiếp. Nó làm gì nữa chứ? Mau qua giúp đi. Chết tiệt. Đứng yên. Bỏ xuống xuống. Mau lên. Người sống ở tầng trên là chủ nhà phải không?
Hắn ta đang cài thiết bị nghe lén ở dưới lầu. Mọi lời các người nói đều được hắn ghi lại, viết ra hết ở trên bàn. Anh, ba người các anh, sao lại thế? Tôi cũng nghĩ vậy. Cho nên chẳng có người xấu người tốt gì cả. Phải, lại đây phải không? Đúng rồi, từ chỗ này nè. Được, đứng đi. Khoan đã. Gọi điện cho họ đi. Tiến Phong, chiếc dép đó đã rơi ra rồi. Đào, tên họ Y ở cái bên hả? Alo, cho tôi 20 phút được không? Tôi cho nửa tiếng đó. Cảm ơn. Đợi chút đã. Tôi muốn nói về câu với anh ta. Xin lỗi Tiến Phong, tôi buộc phải làm vậy. Không có gì phải xin lỗi cả. Trong lòng mỗi người đều có sai trái. Tôi sẽ bảo Tiểu Hạ trước dĩ ba vậy. Tôi cũng sẽ lo dự phẫu thuật. Anh hận tôi không? Thật khó chịu. Thật ra chúng tôi, bọn tôi đều đợi ngày này. Có thể anh không hiểu. Anh sẽ nuôi dưỡng với ba chứ. Nếu anh đồng ý, xin anh giúp tôi một chuyện. Đừng dẫn đến chúng tôi trước mặt với ba. Để con bé quên chúng tôi đi. Càng sớm càng tốt. Xin anh đó. Đi thôi, tôi đưa anh đi.
Đây là tiền, tiền đi bàn phẫu thuật. Còn thiếu một chút. Sao lại nhớ phải tìm một vị mồ côi đàng hoàng cho con bé? Hứa với tôi đi, nếu có thời gian thì nhớ đi thăm nó. Không nên nói về vị mồ côi. Không, không đi đâu. Em hứa em sẽ không bao giờ nói về vị mồ côi. Anh quay lại đi. Tiểu hả? Anh quay lại đi. Tiểu hả? Hoa bao nhiêu tiền tôi cũng có thể. Bao nhiêu tiền cũng được. Còn phải vấn đề tiền. Tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi biết anh ấy không phải. Nhưng anh ấy vì tiền. Cái gì không phải? Gay. Hôm đó tôi nói với anh ấy, anh thông cảm cho tôi, thì anh dám hẹn hò với tôi không? Tôi chỉ muốn trêu anh ấy thôi. Dám không? Tôi hứa danh, nhưng tôi không ngờ anh ấy thật sự hẹn hò với tôi. Tôi thì anh ấy không phải là loại người đó. Chuyện này đến giờ tôi vẫn không hiểu. Anh ấy rõ ràng không phải là sao đồng ý gì chứ. Hơn nữa còn là lần đầu. Đáng tiếc. Anh đã có tốt nhất làm cảnh sát. Anh bắt đầu chuyện đó từ trung học hả? Không phải. Anh không phải là loại người đó. Có thể cho tôi biết mỗi lần anh chạy đường đoan đến đón anh, tại sao lại dừng xe ở kia không? Bởi vì đó là nơi dễ nhìn thấy nhất cái văn phòng của tôi. Để dụ tôi vào trong. Anh ta làm gay. Không để lộ sơ hở gì hết phải không?
Thật ra anh đã thành công. Tâm tư cẩn mật và rất dũng cảm. Thật đáng tiếc. Thật ra cũng không có ý gì đâu sếp. Chỉ muốn đợi đến khi dì ba phẫu thuật xong, chúng tôi mới yên tâm ra đi. Tâm tư và dũng cảm. Chắc là vậy. Nhưng không phải vì bản thân tôi. Không bao giờ. Chắc là không còn cơ hội gặp nữa. Có gì muốn nói nữa không? Chúng tôi chắc cũng được xem là những ông bố tốt. Dĩ ba luôn hỏi chúng tôi: ba là người cha tốt không? Chúng tôi luôn trốn tránh. Bây giờ chúng tôi có thể nói ra. Bọn ta là những người cha tốt. Đừng hỏi, sếp. Có những chuyện cứ để ở bụng đi. Có thể sẽ có ý nghĩa hơn. Báo cáo công tác chuẩn bị đã xong. Chờ chỉ thị. Chấp hành. Rõ. Chấp hành.
Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đã bắt được vi phạm của hai vụ Thượng Khê Địa và Bắc Phủ. Mấy vụ án khác mà án có liên quan đều là vụ lớn. Tên đó cũng biết hậu quả của mình, cho nên đã khai ra hết rồi. Vụ án ở Túc An, hắn nói cũng do hắn làm, ngoại trừ cô gái chết do bệnh tim. Bây bộ thường đến tìm tôi, nói là nếu tôi lấy được tiền thì tôi sẽ có hai phần. Tôi đồng ý. Sau đó tôi đến Túc An, gọi cho Đạo, nói là tôi đang ở đây. Sau khi Đạo nghe xong, bèn qua tìm tôi. Không ngờ còn dẫn theo Tân Tỷ Phong và Trần Tỷ Giác. Hai người họ đến tìm anh ta để chơi. Sau đó thì bọn tôi đến biệt thự. Tôi tìm từng căn phòng, tìm rất lâu và vẫn không thấy. Vừa lên lầu thì thấy một cô gái trần truồng nằm dưới đất. Tân Tỷ Phong chơi cô ta đến chết. Đúng là vậy đó. Hai bà già la hét. Hết cách rồi nên cũng giết cả họ luôn. Ai làm gì? Là tôi. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Bọn tôi muốn chạy nhưng không được. Tôi thấy bên phía tường có một khúc gỗ nên tôi dùng cái đó. Ai đã ta gì? Cũng là tôi. Thật ra bọn họ không làm được gì cả, không dám xuống tay. Sau đó bọn tôi chạy đến chỗ hồ nước. Tôi nói bây giờ tôi mặc kệ ai giúp ai. Sau này các người phải nghe tôi. Tôi bảo các người làm gì thì phải làm vậy thôi. Nếu không thì tôi sẽ giúp các người nhiều ít. Nếu không nghe lời thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Lúc đó bọn chúng sợ chết khiếp. Lúc ra tay với tôi, chúng không hề nhẹ tay chút nào. Hẳn bọn chúng cảm thấy chúng đã giết được tôi rồi. Sau đó, có tìm họ không? Không. Sau đó tôi cũng đã hiểu ra. Đúng không? Giết cả một nhà, nhất định là chuyện lớn. Nếu mà tôi chết, nhất định sẽ không ai đến tìm tôi. À, nói xem có đúng không? Hai người họ hẳn đã có bàn bạc, cho nên khẩu cung hoàn toàn khớp nhau, đều thừa nhận là họ làm. Nhưng có một chuyện đến giờ tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao bọn họ lại muốn chết? Tin đồn đứa bé bị bỏ rơi. Cái gì? Trừ khi Dĩ Ba không phải là đứa bé bị bỏ rơi. Ai? Dĩ Ba là ai hả? Chẳng phải lúc đi hỏi thăm thầy cũng nghe rồi sao? Nghe đồn là cô gái đó không một đứa con sao? Đứa bé đó rất có thể hôm đó ở trong biệt thự. Có thể. Bọn họ đã nhìn thấy như hung thủ thì không? Biệt thự vắng vẻ. Chỉ biết khi nào mới có người phát hiện. Còn đứa bé ở đó rất có thể sẽ bị chết. Cho nên họ quay lại ẵm đứa bé ra. Tôi phải quay về. Và đưa đến giờ. Sau đó đứa bé
để lớn lên. Cam lòng họ hiểu rõ, việc này không thể nào che giấu được mãi đâu. Lỡ như có một ngày đứa bé biết được, chắc chắn sẽ là tai họa. Người nuôi dưỡng yêu thương mình lại là kẻ giết hại cả nhà của mình. Ai biết chuyện mà không điên chứ? Chỉ cần bọn họ còn sống thì cái nhân này sẽ luôn luôn tồn tại. Chỉ có chết thì đứa bé mới có thể sống thoải mái. Có thật không? Bọn giết người đó, thầy không biết đâu sư phụ. Nếu là thật, dĩ ba có thể đã 7 tuổi rồi. Không phải 5 tuổi đâu. Kết quả giám định tuổi 7,4 tuổi. Cho dù thay đổi hình phạt thì đối với lão Trần cũng vậy thôi. Có thể sẽ có một ngày anh ta hồi phục. Ít ra với ba không có lão Trần, vậy thì phải đi xa nữa. Mất tích rồi. Chúng tôi đã tìm nhiều ngày rồi. Những người cần hỏi đã hỏi cả rồi. Nhà tôi đã báo cho nhà tù biết, bọn họ vẫn đang tìm. Mất khi nào vậy? Khoảng nửa tháng trước. Có lẽ anh ta không bị điên. Có lẽ anh đang sống ở một nơi khác. Trí thông minh của mình là 163. Nếu ngày nào đó chuyện xảy ra, mình nghĩ mình có thể trốn được, hoàn toàn trốn thoát. Nhưng mà sống mà không gặp với ba thì không được. Mới có vài tháng mình đã không chịu nổi rồi. Mình không thể nào không gặp con bé. Mình không làm được. Cái tên là ngu ngốc này, còn Tiểu Phong nữa, cái tên thúi mầm. Dù sao các người cũng đoán trước được. Xem ra IQ 163 không bằng IQ 80 của họ. Có kỳ không thua kém nhau mấy. Thôi được rồi, tôi cùng đến đi. Cho con bé một tương lai tươi sáng gì. Nghỉ dưỡng. Gì vậy? Dẫn con ra biển. Vĩ ba, con cẩn thận đó. Vĩ ba. Được rồi, không nói với em nữa. Cẩn thận đinh đó. Thank you.
秋冬到春夏，鱼排水中荡漾，幸福的家。